Lào ghi nhận 2 ca bệnh COVID-19 đầu tiên. Với 2 ca ở Lào do Bộ Y tế nước này công bố chiều 24 tháng 3, toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á đều đã ghi nhận ca bệnh COVID-19. Chiều 24 tháng 3, Bộ Y tế Lào xác nhận vừa có 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Cả hai bệnh nhân đều làm việc với người nước ngoài và từng đến Thái Lan thời gian qua. Bệnh nhân thứ nhất là nam nhân viên 28 tuổi, làm việc tại một khách sạn ở thủ đô Viên Chăng, sang Thái Lan từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 về nước và tự cách ly tại nhà. Ngày 23 tháng 3, bệnh nhân bắt đầu sốt, đau đầu, đau cơ, khó thở và được nhập viện hữu nghị. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với COVID-19. Bệnh nhân thứ hai là nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi ở Viên Chăng. Gần đây, bệnh nhân đưa khách châu Âu đi du lịch tại một số điểm du lịch tại Lào, sau đó đưa khách đi Campuchia. Hai ngày qua, bệnh nhân bị ho, đi khám rồi nhận kết quả dương tính với COVID-19. Tính đến sáng ngày 24 tháng 3, Lào vẫn là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa có ca nhiễm virus corona nào. Malaysia đứng đầu về số ca nhiễm với 1.518 ca và Indonesia đứng đầu về số ca tử vong với 49 ca. Theo báo Lào Times, Lào đã xét nghiệm hơn 100 trường hợp nghi nhiễm và các chuyên gia thống nhất rằng virus có khả năng đã lây lan qua biên giới Lào nhưng chưa bị phát hiện. Chính phủ Lào cũng nhận được những lời khen cho việc ban bố các biện pháp phòng dịch như đóng cửa trường học và địa điểm công cộng, đóng cửa biên giới cũng như xây dựng cơ sở khám bệnh cho người nhiễm COVID-19 từ trước khi có ca nhiễm nào được ghi nhận. Hôm qua, 23 tháng 3, hàng ngàn người lao động Lào tràn ngập các trạm kiểm soát biên giới Thái Lan, Lào, mong về nước trước khi biên giới Lào đóng cửa.